Kênh Bonsai Cần Thơ xin thân ái kính chào quý chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh đến với Hoa Kiển Đăng Khôi, địa chỉ xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với Hoa Kiển Đăng Khôi. Xin chào anh Phong. Chào em. Xin kính chào tất cả quý bà con đang xem kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay trả lời kênh thì còn có một số mặt hàng như mai vàng, phôi, cây thành phẩm và có một cây tứ quý thành phẩm quý bà con để giao lưu cùng quý bà con. Mong quý bà con xem kênh ủng hộ cho kênh và ủng hộ cho con xin chân thành cảm ơn. Và lời nói đầu tiên cũng xin chân thành tất cả quý bà con vừa qua ủng hộ chỗ nhà vườn con thì con rất cảm ơn và ghi nhận. Thì hôm nay trở lại để phục vụ quý bà con nữa. Số điện thoại con là 0906 000 774, địa chỉ là xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Là đặc biệt chương trình con là bao phí cho quý bà con tới nhà nha quý bà con. Thì đầu tiên con xin vô cây số 1 là cây tứ quý tàn. Cây này có cái form tàn rất là đẹp quý bà con. Cốt cành thì đóng rất là đều. Và cái này đế cũng đế sổ đế cũng đều nha quý bà con. Cái này thân ở trên thì ngày xưa thì ta dấn vô nó rất là quái, nó dấn như con rồng. Cái này nhỏ mà duyên. Cái này nếu quý bà con có quay rồi quý bà con có chốt con xuống lá, quý bà con xuống lá cho cây nó khỏe. Vì bữa nay cũng 5-6 ngày rồi. Nhỏ nhưng mà đế rất là duyên quý bà con. Sổ lực đều luôn. Rồi con xin báo thông số. Dạ cái này nó có chiều cao là 2m trên 2m quý bà con, kể 2m. Dạ tán ngang là 1m6. Rồi đo thông số cái hoành. Dạ hoành thân vị trí này là 32 quý bà con. Đây rất kim cao quý bà con. Đế thì rất đẹp nha, rất là duyên. Rồi cây tứ quý tàn mã số 1 này xin giao lưu với quý bà con là giá 5 triệu đồng. Dạng bao ship. Dạ bao toàn quốc quý bà con. Dạ, cây nào mà nếu vào ship 200 thì con thông báo. Dạ, tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 là mai vàng quý bà con. Cây này đế thì cũng rất là lực mà quá quái, thú quá quái nha quý bà con. Cộng thì lực bự. Rồi con xin báo cái thông số. Dạ chiều cao là 126. Dạ hoành thân vị trí này là 36. Cây đế rất lực của bà con. Dạ đường kính bầu là 57 của bà con. Rồi cây mai nhà vàng mã số 2 xin giao lưu với quý bà con là giá 3 triệu đồng.
Rồi tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 cũng là mai vàng quý bà con. À, cây này thì nó xù quý bà con. Dạ, nó xù phần gốc lên khoảng 3 tấc. Xù hết mình luôn, xù này xù chảy chánh hiệu quý bà con. Cái này nếu mà không cho phong cao gì thì mình cắt phong lùn xuống cho bonsai cũng rất đẹp. Nhưng mà tại lấy cốt cành ở trên nó đều quá lực quá con trời quý bà con. Rồi, xin báo thông số. Dạ, chiều cao là 114. Dạ, hoành thân vị trí này là 42 quý bà con. Đây nó 42 nằm đây quý bà con. Để đo trên cái eo nhỏ thuốc trên này. Dạ, eo nhỏ thuốc trên này là 29. Lên khoảng 3 tấc mấy của bà con. Dạ, mã số 3 xin giao lưu với quý bà con là giá cũng 3 triệu đồng. Rồi, xin phép đổi. Dạ, tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 cũng là mai vàng của bà con. Rồi, cây sống rất khỏe âm tược là trời rất mạnh nha quý bà con, bao sống bao xếp quý bà con. Dạ, chiều cao là 138. Dạ, hoành thân vị trí này là 39. Đây, thuốc trên cao quý bà con. Để đo hào cái đường kính bầu. Dạ, đường kính bầu là 57. Dạ, mã số 4 xin giao lưu với quý bà con là giá 3.300.000. Rồi, xin phép đổi. Dạ, tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 cũng là mai vàng với bà con. Cây nào nhựa nó cũng kéo mạnh hết trơn đúng không bà con? Đâm chồi. Rồi, xin phép báo thông số. Chiều cao là 94. Dạ, hoành thân vị trí là 46. Đây quý bà con. Đế này cũng đều quý bà con. Cũng có rễ đều hết trơn. Dạ, mã số 5 xin giao lưu với quý bà con là giá 3.900.000. Rồi, xin phép đổi. Dạ, tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 là mã vàng của bà con. Này quá, lên mầm quá lên nè.
cây rất là mạnh. Dạ, cây này thì phần gốc nó cũng xù chảy xù lên khoảng 2 tấc mấy 3 tấc nữa bà con, xù rất là đẹp, nó đang bung mạnh. Rồi, con xin phép báo thông số. Chiều cao là 98. Dạ, hoành thân vị trí này là 42 với bà con. Đây, 42 đó, còn trên cao với bà con. Rồi, mã số 6 xin giao lưu với quý bà con là giá 3.700.000. Dạ, tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 cũng là mai vàng với bà con. Cây này nó nhỏ nhưng mà đặc biệt là nó xù hết cây, nó xù tới ngọn với bà con. Dạ, nó xù từ dưới lên trên, xù giáp mình luôn. Dạ, cây này thì con bán cái giá là quý bà con là có chốt cây thì cái này là con ship tàn, con bó nha quý bà con, cái này đóng khung thì giao lưu cái giá này là con lỗ nhiều lắm. Rồi, con xin phép báo thông số. Dạ, chiều cao là 1,5 m. Tấn ngang là 113. Dạ, hoành thân vị trí này là 20 quý bà con. Dạ, mã số 7 xin giao lưu quý bà con là giá 2.700.000. À, cây này chân cành thì nó cũng đều mà nó có duyên là xù hết cây của bà con, từ gốc tới ngọn luôn, đều giáp mình luôn. Rồi, con xin phép đổi. Rồi, tiếp theo là mã số 8 của bà con. Mã số 8 cũng là mai vàng của bà con. À, cây này là cây con ghép giảo được 4 mùa nha của bà con. Rồi mình sửa tán hôm tàn dù. Cây này là hoa rất là đẹp của bà con. Ghép được 4 mùa rồi. Cây này là năm rồi qua dữ lắm qua, còn cái này năm rồi cũng có đem vô nhà. Rồi, con xin phép báo thông số. Chiều cao là 109. Dạ, hoành thân vị trí này là 45 của bà con. Đây, nó nằm tốt trên cao của bà con, không cấn không gì hết nha. Đo chịch xuống nó khoảng 49-50. Quên vào cái tán ngang.
Dạ tán ngang hiện tại là 106 quý bà con. Rồi cây mã số 8 này con xin giao lưu với quý bà con là giá 11 triệu đồng. Cây này nếu mà gần thì con tặng luôn cái chậu bà con. Chậu và đôn luôn là chậu cũng là chậu quay. Còn nếu mà xa thì con nhỏ bó bầu của bà con. Nếu ship xe tải nhỏ được thì con tặng luôn cái chậu. Còn xa thì nhỏ bó bầu. Cây này rất duyên của bà con. Cây này Tết rồi mình để trong nhà là hoa dữ lắm, hoa. Hoa rất là đẹp luôn. Hôm nay là 4 mùa rồi. Cái này hiện tại là con vô cái chậu này là chậu chậu 7 của bà con. Chậu 7 chậu 8. Nếu bà quý bà con ép chậu là chậu 7, còn nếu ép dừa thì chậu 8. Như hiện nay nằm trong chậu là chậu 7. Rồi, con xin phép đổi. Rồi, tiếp theo là mã số 9 của bà con. Số 9 là cũng là mai vàng của bà con. Cây này vô dây nước dây thứ 3 định hình lại cho quý bà con. Cây này cốt cành thì rất đều, rất là đẹp. Rồi, con xin báo thông số. À, cây này chiều cao là 2,5 m của bà con. Dạ tán ngang hiện tại là 1,5 m. Cái đường kính bầu là 68 của bà con. Dạ hoành thân vị trí này là 39. Đế thì cũng rất đều, rất đẹp đúng không bà con. Cây này nó già lắm mà lên nu nặng hết trơn. Lên nu nặng lục cục lục cục. Rồi mã số 9 này xin giao lưu với quý bà con là giá 11 triệu đồng. Bao ship 200 km của bà con. 9 hay 10? À, kể số 10 đi, kể số 10 đi. Dạ số 10 xin giao lưu với quý bà con là giá 11 triệu đồng, bao ship 200 km. Bị cái này xa bô cục nó không có nhận được, quý bà con cái này cũng xếp bằng xe tải. Thuê xe tải nhỏ. Rồi xin phép đổi. Dạ tiếp theo là mã số 11 quý bà con. À, mã số 11 cũng là mai tàn vô gia đình hình lợi nước 3 quý bà con. Cái cây này với cây vừa rồi là quý bà con chơi một cặp được. Hai cây này giống giống nhau. Rồi, con xin báo thông số. Dạ, cây này nó có chiều cao là 3 m trên 3 m của bà con. Dạ, tán ngang là 1,7 m. Và đường kính bầu hiện tại đó là 72 với bà con.
này mình vô chỗ chính. Dạ hoành thân vị trí này là 36. Ê, thuốc trên cao bà con. Cái hoành thì nó không nói được tất cả của con ơi, cái cây ăn thôi, cây bình duyên đẹp hay không mới là. Rồi mã số 11 này cũng xin giao lưu với quý bà con là giá cũng 12 triệu đồng, bao ship cũng 200-300 km của bà con. Rồi, con xin phép đổi. Rồi, tiếp theo là mã số 12 quý bà con. Mã số 12 cũng là mai vàng. Cây này nó chảy xù nhiều quý bà con, chảy trên ngọn, chảy dài dài xuống mấy chân cành là có chảy nhiều hết trơn. À, đế cái này cũng lực nếu bà con. Rồi con xin phép báo thông số. Dạ cây này nó có chiều cao là 2m với bà con. Dạ tán ngang hiện tại nó là 1,5 m. Dạ đường kính bầu của nó là 6-18. Đây đế đây quý bà con. Rồi con xin phép báo thông số. Dạ hoành vị trí này là 45 quý bà con. Rồi mã số 12 này con xin giao lưu với quý bà con là giá 13.700.000. Dạ mã số 12 cũng là mã số cuối cùng của con hôm nay của bà con. Dạ cái này nó có chiều cao là 2m. Tăng ngang là 1,5 m. Đường kính bầu hiện tại là 68. Hoành thân cổ đế là 45. Giá giao lưu là 13.700.000. Bao ship này cũng 200-300 km nha quý bà con. Cây này là gì, nó ra lá Phật ra cái là đẹp đều cây rồi quý bà con. Hiện nay thì mình vô dây định hình nó lại thì lặt lá rồi đấy, nó trống vậy thôi chứ ra lá là đều gan luôn. Xù cái này là xù ở trên, xù dài xuống gốc cành rồi chảy la gai hết trơn. Dài dài ở trên. Dài 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 xuống. Cái này nó cũng chảy lên dài lên đâu. Cái này nó bể xù lâm nham cũng nhiều lắm của bà con. Còn mấy cái mặt này là con cắt là tạo lại là chân, thẹo chân cành của bà con này cũng mau liền lắm, không sao cho quý bà con.
mấy cái nhánh ở dưới nó hơi thấp, nó không khó, cây nó không được đẹp thì con cắt bỏ. Rồi cuối video này một lần nữa con xin trọng chào tất cả quý bà con, cũng chúc cho quý bà con và gia đình lời sức khỏe và làm ăn phát tài, vạn sự được như ý. Con xin chân thành cảm ơn quý bà con rất nhiều. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý, liên hệ với Hoa Kiển Đăng Khôi để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Trân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.